nghe lời bà Trâm số 7 là chết. Mẹ cho chị. Dạ em biết rồi. Thôi em về trước nha. Nè em ơi, nhưng mà anh biết sao anh không có đối xử với em vậy á? Anh cứ để đây, tôi sẽ coi sao. Còn chuyện gì nữa không? Bóng trong số bóng xấu nhất hành tinh là ông này xấu hơn ông Tấn Bèo nữa. Nhìn đẹp lắm, cỡ Tấn Bo là cùng. Mặt nhảy tiếp em ơi, chuyện của người ta kệ, có anh với em hoàn hảo mà nói gì. Tắt nhạc rồi kìa anh. Kệ nó, cần gì nhạc ăn. Thôi tan tiệc hết rồi, đâu còn ai nữa đâu. Sao biết không còn?